Sài Gòn lại mưa. Hôm nay mưa này không biết là có đi bàn giao âm thanh được hay không. Hiện tại thì bên Huy đang chuẩn bị một cái bộ loa ray nhập nguyên đai nguyên kiện chính hãng của Wonderfuel rất là VIP để đi bàn giao cho anh khách hàng tại Đồng Nai. Hôm nay thì mới sáng ra mà trời đã mưa rồi mọi người. Không biết thì lát nữa sau đó có test và bàn giao được hay không. Đây là súp hầm đôi 50 của AD. Toàn bộ anh em đang tiến hành đóng hàng và loa ray nhập của Wonderfuel. Thôi, bây giờ xin mời mọi người theo Huy lên đường đi bàn giao bộ array rất là VIP này cho anh khách hàng ở tại Đồng Nai nha. Huy đang có mặt ở tại nhà anh Mười tại Cẩm Mỹ Đồng Nai hả mọi người. Đây là một cái cấu hình máy mọi người có thể thấy là cực kỳ là kinh khủng đúng không ạ? Bộ này sử dụng là đẩy Wonderfuel 3.9 là đánh sức đôi này. Và đẩy 4cm 18 nút sẽ đánh 3 cặp array và một cặp monitor. Đây mức độ mới bé hả mọi người. Bộ này sử dụng là cút số Wonderfuel 0.0S. Đây là cái dòng cút số mới nhất của Wonderfuel bản nâng cấp của 2022. Con này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta xài súp rồi đó, quản lý nguồn điện của Wonderfuel 802. Và đây mức cơ số X32. Cái dòng sản phẩm này thì đã rất là quen thuộc ở những thời gian gần đây, thì những cấu hình dàn cao cấp thì bên Huy luôn luôn sử dụng cái bài mixer này để nó cho chất âm rất là hay ha. Đó, đây là cấu hình dàn máy này, loa monitor dòng AD. Loa AD là đồng bộ neo với các bạn mọi người. Đó. Cấu hình là 3 cặp array, 1 cặp loa monitor, 1 cặp súp đôi và nguyên hệ thống máy đây ạ. Loa bây giờ Huy đã lắp xong rồi. Bây giờ thì sẽ là để nghiên cứu không gian này để lắp loa lên, tại vì đây mọi người thấy là cái trần nhà của anh khá là thấp và bên trên là mái tôn thôi. Bây giờ để nghiên cứu cái không gian nào đặt loa để có thể là setup test được cho cái chất âm nó hay nhất. Hiện tại thì bên Huy đã bố trí cấu hình loa xong, và loa chính sẽ đặt là hai vế ở bên trong đánh thẳng ra phía trước. Đây là hệ thống dàn máy điều chỉnh và monitor đặt ở hai bên này sẽ đánh phủ hết ra không gian ngoài này ha mọi người. Bây giờ thì bên Huy sẽ tiến hành loa tín hiệu của loa ray, căn từ đây và căn pha. Một năm sau, hai bên
tại thì bên Huy vừa mới setup và test xong cái bộ light array rất là cao cấp của Wonderfuel cho anh 10 tại Cẩm Mỹ Đồng Nai rồi ha mọi người. Thì bây giờ là cấu hình loa thì bên Huy đã chuyển hết ra phía ngoài trước đây rồi. Do là vừa rồi để trong nhà bên này đánh ra thì là mọi người biết không, khi mà mở xúc lên nó rung gần như là muốn rớt cái trần ở bên trong luôn. Chính vì thế là bây giờ phải chuyển cái cấu hình loa ra bên ngoài để mình thắt ấp thì cái tiếng nó tốt hơn. Nhưng mà vừa rồi mọi người có thể thấy này, bên trên này, bên dưới là trần thạch cam nhưng bên trên toàn bộ là mái tôn hết. Khi mà đánh xúc lớn lên ý, thì nghe thực tế ở ngoài nhé, thực tế ở ngoài nó rất là rền. Không biết là khi mà Huy quay vô clip vô điện thoại thì mọi người sẽ nghe âm thanh nó như thế nào ha. Bây giờ thì có nghĩa là cái buổi test hôm nay là đến đây đã xong rồi. Bây giờ xe bên Huy chạy về trước để chuẩn bị là chất hàng và sẽ xuất phát đi Tiền Giang luôn. Thì đêm hôm nay bên Huy sẽ bàn giao tiếp một cái bộ light array cho một chị gái ở tại Tiền Giang để sáng ngày mai chị đi show luôn ha mọi người. Đó, bây giờ thì bên bộ phận kỹ thuật của bên Huy đang hướng dẫn cho anh 10 sử dụng cái bộ âm thanh này. Mọi người xem clip này thấy hay thì nhớ cho xem một like nhé, một like video ha. Những anh em nào mà chưa nhấn subscribe kênh YouTube thì nhớ nhấn subscribe để cập nhật những cái sản phẩm mới của bên Huy ha. Thì đây là một cấu hình light array của Wonderfuel nhập nguyên đăng kiện rất là cao cấp ha. Ở đây tiếng delay 0 và 5 cái đề đó. Đó lúc nào bị yếu sắp thì sắp mình tăng giảm hay xong mình cái đã đó. Xong bắt đầu lên monitor, lên monitor là hai cái loa đó, đó. Lên hai reverb lên quá mức 0 tí, lên delay là echo nháy luôn, nhớ tới 1122 đó. Đó lên ngang 1 0, cái đường rạch này nè, ngang 1 0 đó. Nên lấy cái này hoàn thành rồi thì mở mic. Mở mic mình alo lúc nào mà không hú mà nếu nhẹ thì mình để nó mất ở mình càng. Vì thứ tùy thì hiện tùy theo không gian nè. Đó. Rồi cái này là hộp. Cái này